Vâng, chào các bạn, mình là điện thoại cổ của Bishop Bundaba. Thì vừa qua bên mình có về được một vài cây Engage hàng ship Airbay các bạn nha. Chuột zin còn đẹp 99%. Full game, full nhạc, trùng ba mây. Email 7408. Được sản xuất ngày 26 tháng 11 năm 2003. Nghe gọi loa thoại rõ, pin 4-5 ngày. Chúng ta chơi một vài game gì đó qua xem ha. Cái phốc kèm cái thẻ nhớ 256. Pin 5C. Huyền thoại một thời. Máy bên mình thì bao xài một tháng và bảo hành sửa chữa một năm bằng hóa đơn. Hàng xuất ra thì về đến tay các bạn bóc thùng hàng ra kiểm tra, ok thanh toán, không ok quay đầu luôn. Chơi khỏi nghĩ rồi. Trăm game trong kho game của mình coi như chơi thì có thời gian để cài hết cho các bạn. Mấy cả tháng nhập về được vài cây. Hàng chuẩn châu Âu các bạn nhé. Cái này so với QD thì cái này ăn đất QD rồi. Cái này về độ cổ cái này ra trước mà. Chơi cái gì nó hay cái đấy, smartphone có cái hay, smartphone, điện thoại cổ cái hay, điện thoại cổ. Nhưng các bạn thường nghĩ cầm chiếc smartphone ra đường bây giờ người người nhà nhà ai cũng smartphone, ai Facebook lướt cầm tay, nhưng khi cầm một cái điện thoại cổ hiếm có thị trường trên tay thì thấy sự khác biệt hoàn toàn. Ngay từ ánh mắt mọi người nhìn vào đã thấy khác hoàn toàn. Máy tầm trung thôi, không có cái gì đặc biệt. Bên mình thì chuyên 88 với 89 là nhiều. Vừa qua vừa về được một lô 88 45 cây. À, chưa được 3 ngày đã bán hết sạch. Sót lại duy nhất của em này. Nhà shop ở thành phố Hồ Chí Minh. Nếu bạn nào ở thành phố Hồ Chí Minh có thể điện thoại trực tiếp cho mình qua coi hàng trực tiếp cho nó khách quan. Ngoại thành hay là ngoại tỉnh thì bên mình chấp nhận COD về tận tay cho các bạn. Các bạn được quyền vui thùng hàng ra kiểm tra. Rồi, chúng ta hoàn thành cửa thứ nhất.
máy còn rất là đẹp. Skyfox 2 này, Skyfox 1 game này là game mà mình xem mình thích chơi nhất này. Tam Quốc Diễn Nghĩa đá bóng. Chơi với số con nào cơ? Email này 7408 hàng của Phần Lan, thẻ nhớ 256. Hàng xuất ra thì bên mình sẽ dán cái tem vỡ bên mình như này, sẽ thời hạn bảo hành đến ra ngoài 1 tháng sử dụng, các bạn có 1 năm để bảo hành. Mình còn cây duy nhất như này thôi, anh em nào kết thì inbox mình. Mình nghe gọi trên 4-5 ngày, thời gian chờ thì 2 tuần, để không 2-3 tuần hết pin, rất là khỏe. Cầm một cái máy này mà đi uống cà phê của bạn bè, mỗi người nhìn chơi mỗi lần có cái hay khác nhau. Tuyệt vời.
để sở hữu em máy này, các bạn vui lòng gọi điện thẳng trực tiếp cho mình theo số điện thoại 0963 08 1234 hoặc 0946 46 89 10. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn một ngày cuối tuần vui vẻ.